có giằng tường, giằng tường. Sân sau này, mình có chơi sân sau này. Nhà vệ sinh, phòng ngủ. Đấy, nhìn vào trong nhà vệ sinh ở bên này, phòng ngủ ở đây, bếp ở dưới nhà, những trời nữa. Nói chung là cái công ty này nó xây cũng rất là kỹ, nó giằng tường, giằng tường thép. Ngoài ra giữa các cái tường này thì cũng có lót thép nữa. Mình cũng xem xung quanh Hòa Xuân này thì nó gần như là không giằng, mà nó kê gạch thì giằng thì nó chắc hơn. Giằng tường hết ra. Đấy, cái chùa Phổ Diều ở dưới này này, đi lên đây là đến. Đấy, giằng tường hết ra.